HVN xin chào các bạn, thì phần của dòng SUV hạng C tại Việt Nam đang sôi động hơn bao giờ hết và để mang đến một cái nhìn đa chiều à, trước những tân binh vừa tham gia vào thị trường của dòng SUV hạng C này HVN xin gửi đến các bạn sự so sánh chi tiết của dòng MG HS, à, một à, thương hiệu đến từ Anh Quốc và dòng Hyundai Tucson, một thương hiệu nổi tiếng của Hàn Quốc <laughs> đầu tiên chúng ta sẽ điểm qua những nét chính về ngoại thất của hai dòng xe này Hyundai Tucson phiên bản được sử dụng để so sánh trong clip này là phiên bản sắp tới sẽ ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam hay còn gọi là Hyundai Tucson 2022 đây là một phiên bản all-new hoàn toàn mới à, vì vậy thì chúng ta thấy là cái kích thước tổng thể về chiều dài cũng như là cái chiều dài trục cơ sở của xe này thuộc dạng tốt nhất phân khúc mặc dù ở Việt Nam hiện tại thì dòng SUV hạng C thì kích thước to lớn nhất phân khúc đang chính là kích thước của chiếc MG HS mà sử dụng trực tiếp trong video clip này để so sánh chính là chiếc MG HS Trophy một trong những cái phiên bản cao cấp nhất của hãng sử dụng động cơ 2.0 turbo và cái kích thước của hãng MG HS mang lại cho dòng xe này đang có sự nhỉnh hơn về cái chiều cao tổng thể của xe. Tuy nhiên khi chúng ta so sánh về cái độ rộng của thân xe cũng như là cái khoảng sáng gầm thì lợi thế lại là ưu điểm của chiếc MG HS. MG HS cho cái khoảng sáng gầm xe lên đến 221 mm. À, với một cái lợi thế đáng kể về à, cái khoảng sáng gầm là hơn 22 cm như thế này và cái chiều rộng thân xe cũng to lớn hơn thì rõ ràng là COV hạng C à, của chiếc MG HS à, cho chúng ta cái à khoảng không gian tốt hơn và đi đô thị cũng tốt hơn, loại nước cũng tốt hơn so với đối thủ. Và như các bạn quan sát trực tiếp, đây là những hình ảnh thực tế khi chúng ta quan sát bề ngoài của chiếc MG HS, đàn anh của chiếc MG ZS cũng đang làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam trong thời gian vừa qua kể từ khi ra mắt. Các bạn thấy là phần bên ngoài tổng thể của chiếc MG HS này cho cái cảm giác của chúng ta một cái nét thiết kế mang tương đối là cái tính trung tính bởi vì à, toàn bộ cái mặt, phần mặt trước của ngay cái mặt ca lăng này chúng ta thấy là à, điểm tô vào đó là những cái chi tiết mà chrome thì à, trong nó à, sang trọng và nó có à, vẻ là thời trang hơn so với à, một số cái à, phiên bản vẫn là cái thiết kế cái, cái, cái mặt à, hốc lấy gió này to tuy nhiên là nó lại không có mặt chrome à, thì cái à, điểm tô vào trong đó một số cái cái chi tiết thế này sẽ nhìn trong nó bắt mắt hơn À, tuy nhiên về mặt tổng thể thì với phong cách thiết kế trung tính này thì sẽ không có quá đậm chất thể thao, vì vậy thì sẽ giảm bớt những cái góc cạnh cũng như những cái gân dập nổi và thay vào đó là những cái chi tiết mang tính bo tròn. Chúng ta thấy là cái đèn Adaptive LED mặt trước kèm theo đó là chính cái đèn LED chạy vòng tròn và xung quanh đó thì rõ ràng cái phần đèn sương mù ở dưới đấy cũng là một cái phiên bản thiết kế to. Đối với thị phần Việt Nam thì xu hướng gần đây các hãng hay thu nhỏ những cái đèn sương mù cũng như là những cái đèn giải LED chạy ban ngày Và hướng tới những cái tiêu chí thường là dẹp và nhỏ hơn gần với những cái dòng xe khác gần đây vừa ra mắt Như chúng ta thấy đâu đó của chiếc Peugeot và những cái dòng khác đến từ Hàn Quốc và các đối thủ ngay cả đến từ Nhật Bản thì cũng À, thu nhỏ những cái giải đèn này còn đây là mang cái phong cách thiết kế trung tính vì vậy chúng ta vẫn thấy cái uh, thiết kế dạng bản to với mâm uh, thì ở đây thì mâm đúc sử dụng cái loại hợp kim và loại 18 inch uh, mặc dù là chỉ 18 inch nhưng mà khoảng sáng gầm xe của chiếc MGHS này là tốt nhất ở phân khúc lên đến 22cm uh, full 4 uh, cái mâm ở đây uh, thì đều sử dụng full cái 4 thắng đĩa trước sau À, trong khi đó thì với dòng CB hạng C này thì hơi tiếc là chiếc MGHS này chưa cung cấp kèm cái camera 360 độ à một cái tính năng có sẵn trên cái dòng đối thủ cạnh tranh chính là tiết Toyota Corolla Cross à, bán rất chạy tại Việt Nam trong à, suốt cái thời gian vừa qua. Khi chúng ta đến phần không gian của mặt sau thì à, vẫn giữ nguyên cái thiết kế à, trung tính như vậy. thì toàn bộ cái phần đèn ở đây vẫn là đèn à, Full LED. À, tuy nhiên sẽ giảm bớt góc cạnh và mang tính à, hơi hướng là bo tròn. dù sao thì đây cũng là một cái à, thiết kế riêng nó mang à, tính à, cá cá nhân hóa riêng của hãng à, MG chứ không có like với lại những cái thiết kế của những hãng khác à, vì vậy thì uh, tôi vẫn đánh giá cao những cái uh, thiết kế để đậm cái cái tính chất của hãng như thế này à, các bạn thấy là với mặt uh, không gian ở sau thì trang bị sẵn bốn cái cảm biến lùi và uh, với cái uh, ống xả đôi hai bên vẫn uh, theo cái thiết kế hình oval bo tròn chứ không phải là cái dạng góc cạnh như những cái đối thủ cạnh tranh trong cùng phân khúc. Trong khi đó thì khi chúng ta đến cái phần bên ngoài của chiếc Hyundai Tucson, một phiên bản Hyundai Tucson All New hoàn toàn mới, phiên bản gọi là Tucson 2022, thì chúng ta thấy là toàn bộ những cái góc cạnh từ đèn sương mù đến những cái đèn chạy ban ngày và cả những cái hệ thống Adapti LED thì đều cố gắng thiết kế có những cái góc cạnh và dập nổi. Đây là một cái thay đổi gần như hoàn toàn khác lạ so với phiên bản Tucson đã bán trong thị trường Việt Nam từ thời điểm ra mắt 2019 đến bây giờ Và cái mặt ca lăng mặt trước trang bị đối với phiên bản ra mắt tại thị trường Hàn Quốc và nước Úc cũng như là Mỹ thì toàn bộ cái phần trước sau thì có hệ thống cảm biến chủ động của hãng và hy vọng một số cái option mà thuộc về tính năng an toàn cũng như là những cái làm nên thương hiệu của Hyundai trong suốt thời gian qua sẽ được giữ nguyên khi hãng ra mắt chiếc Hyundai Tucson 2022 chính thức tại thị trường Việt Nam Chúng ta thấy với cái mâm đúc thì ở đây vẫn là mâm hợp kim tương tự như đối thủ trực tiếp trong video clip này Chính là chiếc MGHS phiên bản Trophy 2.0 Turbo Thì chiếc uh, sử dụng trực tiếp trong video clip này là một chiếc Honda Tucson ngang về tầm giá Và uh, mâm hợp kim đúc ở đây uh, đó là vẫn là dùng 5 uh, uh, chấu Tuy nhiên là cái uh, góc cạnh được uh, vạt uh, rất là uh, cá tính và phong cách hơn so với cái uh, đối thủ Và đâu đó từ cái kính chiếu hậu cho đến tất cả những đường dân gặp nổi thì chúng ta đều thấy là những cái phần dập nổi này à, cho cái hơi hướng là chiếc Tucson nó thể thao nó mạnh mẽ và hướng tới những cái đối tượng khách hàng trẻ trung hơn so với cái phiên bản tiền nhiệm đang bán tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó thì ngay cả mặt sau thì đèn LED không là LED đơn nữa mà chúng ta thấy là những cái dãy đèn LED ở đây là cái hiệu ứng LED 3D và toàn bộ cũng mang cái hướng góc cạnh và ngay cả cái ống xả của chiếc Hyundai Tucson này. À, phiên bản sử dụng đây là cái phiên bản 1.6 turbo và à, sử dụng hai cái à, xả kép và thiết kế theo cái dạng hình góc cạnh trong nó thể thao hơn so với cái phiên bản mà chúng ta đang so sánh của chiếc MGHS như vậy tùy theo quan điểm cảm nhận của từng khách hàng như từng cá nhân các bạn thích một thiết kế trung tính hơn hay là các bạn thích một cái thiết kế thay đổi theo hướng góc cạnh và nó gân guốc hơn cũng như là mạnh mẽ hơn thì hy vọng các bạn với những cái trải nghiệm thực tế cũng như là đánh giá cho một cái dòng cv hạng C dưới một tỷ này hãy để lại những comment bên dưới cũng như là cho những khách hàng khác biết thêm được cái cảm nhận của chúng ta về hai dòng xe này khi chúng ta có cái cảm nhận cảm quan về bên ngoài đây là tất cả những thông tin tổng hợp bây giờ chúng ta sẽ đến phần thông gian về nội thất chiếc uh, MG HS uh, được sử dụng trong cái uh, video clip so sánh này chính là dòng MG HS phiên bản Trophy 2.0 sử dụng động cơ turbo và điểm thú vị nhất trên dòng uh, của chiếc xe MG HS này chính là cái phần không gian ghế uh, phần ghế trước chúng ta thấy ghế lái và ghế hành khách thì uh, rất là ngạc nhiên và thú vị khi chúng ta mở cửa và bước vào, vào cái uh, chiếc xe này thì đây uh, mang hơi hướng của một cái uh, thiết kế của một dòng xe đua uh, đích thực một dòng xe thể thao chứ không phải là một cái dòng CV về thông thường mà chúng ta thấy cái thiết kế ghế lái ở thị trường Việt Nam thông dụng, vô lăng thì hãng MG vẫn sử dụng cái vô lăng dạng ba chấu truyền thống, không có quá cá tính và đậm nét như trên cái phiên bản của chiếc Hyundai Tucson chúng ta sẽ xem trong cái phần tiếp theo. À, màn hình sử dụng ở đây là một cái loại màn hình full digital à, vẫn tương tự như đối thủ à, trực tiếp trong video clip này đến từ Hàn Quốc. Và các bạn thấy đây là cái màn hình mà tôi đang tua với tốc độ nhanh gấp đôi so với cái tốc độ hiển thị thông thường. À, vì vậy thì cái tốc độ này tương đối là chấp nhận được chứ không có thật sự là quá à, quá quá nhanh cũng như là không có thật sự là ấn tượng. À, nhưng mà rõ ràng là với sự thay đổi đáng kể về một cái dòng COV hạng C tại thị trường Việt Nam thì với màn hình hơn 12.3 inch như thế này và full digital thì rõ ràng là cái thiết kế trên mặt tắp lô như vậy ấn tượng hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc khi chúng ta so sánh với một dài dòng xe bán chạy tại thị trường Việt Nam trong thời gian vừa qua như là chiếc Toyota Corolla Cross hay là chiếc Mazda CX-5 chẳng hạn quay trở lại cái màn hình tấp này thì ngoài những cái tính năng cơ bản để hiển thị thông tin cũng như là những cái cảnh báo thì cái màn hình này co, cho chúng ta một cái chế độ là ambient tức nghĩa là khi các bạn chọn cái nút màu đỏ đây thì nó sẽ có thể thay đổi theo cái cảm quan và cho cái truyền cảm hứng cho cái người lái cái từ ambient tức nghĩa là truyền cảm hứng cho cái người tài xế ha và toàn bộ những cái chế độ lái đây có thêm ngoài bốn chế độ lái cơ bản thì chúng ta có thêm cái chế độ lái super sport là cái chế độ lái thể thao

như vậy thì với cái mặt thiết kế của hệ thống giải trí thì hãng sử dụng cái màn hình là 10.1 inch và phím bấm like giữa cái phím bấm cơ học và piano còn trên cái cần số này thì chưa hoàn toàn chuyển qua cái dạng của nút bấm mà vẫn giữ một cái cần số của dạng truyền thống và đi kèm đó thì hai bên chúng ta có những cái tính năng như là cái hệ thống thắng điện tử và auto hold này và cái hệ thống ở đây chúng ta có hỗ trợ cả đổ đèo cũng như như là những cái tính năng mở rộng khác. Bên cạnh đó, một trong những điểm nhấn của dòng à, mghs này chính là cái hệ thống à, điều hòa và có chống cái à, bụi bụi mịn 2.5 ppm. Đây là một trong những cái dòng xe có trang bị mặc định cái hệ thống này trên cái à, hệ thống lọc cũng như là hệ thống điều hòa của xe. Một tính năng à, khá tốt cho thị trường Việt Nam. À, trong khi đó thì à, Hệ thống điều hòa là độc lập tự động hai vùng và chúng ta có thể điều chỉnh và những cái phím bấm, cái cảm giác đây thì rõ ràng là cái hệ thống điều hòa này với những cái học thổi gió gần tương đồng với cái dòng xe cũng rất nổi tiếng thì được Việt Nam đó là chính là chiếc Mazda CX5 và tôi có so sánh trong video clip trước đây, các bạn có thể xem chi tiết thêm. Ở khi chúng ta đến với chiếc Hyundai Tucson phiên bản 2022 ra mắt chính thức tại thị trường thế giới trong thời gian vừa qua và hy vọng sẽ giữ nguyên tất cả những lựa chọn này những tùy chọn này khi về đến thị trường Việt Nam. Chúng ta thấy là trên thị trường thế giới thì cái loại da cao cấp mà trang bị cho ghế full tất cả ghế trước sau là cái loại da tốt mà một và hai tông màu và cái sự thay đổi đáng kể lớn nhất của chiếc Honda Tucson 2022 này chính là cái bản màn hình giải trí khi tất cả mọi cái tính năng điều khiển đã được tích hợp vô trong một cái màn hình hơn 14 inch này và ngay cả cái việc mà chúng ta chỉnh điều hòa thì cũng sẽ chỉnh trên cái màn hình cảm ứng chứ không còn những cái nấm vặn cơ học còn cái vô lăng này là hình cánh bướm và bốn chấu chứ không phải là dạng ba chấu truyền thống. À, tất cả những cái thay đổi đáng kể về mặt à, thiết kế này à, mang cho chúng ta à, cảm giác là chiếc uh, Honda Tucson 2022 này nó tiệm cận với đàn anh chính là chiếc Honda Santa Fe đã ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam vào tháng 4 vừa qua bây giờ chúng ta sẽ đến với hàng ghế thứ hai của hai dòng xe này. đầu tiên vẫn là cái hàng ghế của chiếc MG HS Việt Bản ra ra mắt tại Việt Nam vào khoảng giữa năm 2020. như vậy các bạn thấy cái ấn tượng lớn nhất của dòng xe này chính là cái thiết kế hai tông màu đậm chất thể thao của hãng và cái độ ngã lưng của hàng ghế thứ hai của chiếc MGHS này là thuộc dạng tốt nhất phân khúc vì vậy thì khi khách hàng ngồi mà tựa lưng thoải mái hoàn toàn thì rõ ràng là đối với một người cao khoảng tầm 1m75 khi ngồi êm và thoải mái trong hàng ghế thứ hai thì cái phần khoảng trống từ cái đầu gối cho đến cái hàng ghế thứ nhất sau khi hàng ghế thứ nhất cũng có cái vị trí thoải mái thì khoảng tầm là khoảng chừng một gang tay và như vậy thì đối với cái tùy chọn có sẵn ở đây thì hãng đã trang bị mặc định cũng giống như tất cả đối thủ cạnh tranh đó là những cái học thổi gió điều hòa cho hai vùng độc lập ở hàng ghế thứ hai này cho chúng ta cái cảm giác thoải mái và điểm đặc biệt thú vị của cái hàng ghế thứ hai này trong phân khúc đó là cái bệ tì tay kèm cái cốc đựng nước và thêm một cái học chứa đồ phụ ở đây tất cả những cái dòng xe trong cuộc phân khúc này thì đều có cái tính năng tương tự tuy nhiên với cái thiết kế chúng ta có cảm giác là sang trọng và những cái tùy chọn như thế này. Mặc dù nó chỉ là nhỏ thôi nhưng mà rõ ràng là với những cái chiều lòng khách hàng và những cái option nhỏ nhỏ như thế này thì cho chúng ta cái cảm giác rất là thú vị khi sở hữu một cái dòng xe với cái giá cũng thuộc dạng tốt nhất phân khúc chỉ quanh mức khoảng từ 700 đến hơn 800 triệu trên cái dòng xe Cv hạng C này các bạn sẽ có thể soi em cái giá chi tiết của từng phiên bản cũng như là từng dòng xe ở phần cuối video clip này. Còn trong nội dung này chúng ta sẽ đi tiếp cái sự so sánh với đối thủ trực tiếp trong video clip chính là chiếc Tucson 2022 các bạn nhé các bạn nghĩ sao về cái cảm nhận ở hàng ghế thứ hai của dòng MGHS này MGHS này thì được phân phối tại các đại lý ở Việt Nam với 3 phiên bản từ cái dạng 1.5 đến 2.0 2.0 thông thường và 2.0 trophy là một phiên bản cao cấp Điểm thú vị ở dòng xe này so với các đối thủ trong cuộc phân khúc đó là có chức năng cửa sổ trời panorama toàn cảnh. Trong khi đó thì khi chúng ta đến với hàng ghế thứ hai của chiếc Honda Tucson 2022 ra mắt tại thị trường thế giới trong thời gian vừa qua thì chúng ta có cảm giác là cái khoảng trống ở chỗ này nó sẽ nhỏ hơn đối thủ trực tiếp trong video clip. Mặc dù lúc nãy thì chúng ta quan sát thấy cái chiều dài trục cơ sở cũng như chiều dài tổng thể của xe là to lớn hơn. À, tuy nhiên là với cái độ ngã lưng hạn chế hơn so với đối thủ thì uh, trong cái khoang nội thất này mặc dù cũng trang bị đầy đủ những tính năng như là cửa sổ trời panorama này uh, có cái phần điều hòa và kim hai cổng usb những cái phiên bản này là ra mắt tại thị trường của hàn quốc và thị trường nước úc trong thời gian vừa qua À, tuy nhiên cái nhược điểm hiện tại của chiếc uh, Tucson này à, đó là cho chúng ta cái à, cái độ ngã lưng chưa có cao vì vậy à, mặc dù những cái thiết kế ở đây thì à, mà to lớn hơn so với phiên bản tiền nhiệm nhưng mà cái cảm giác của chúng ta à, khi ngồi vào trong chiếc Tucson thì vẫn à, chưa có hoàn toàn là to lớn à, to lớn nhất phân khúc này chính là chiếc Toyota Corolla Cross như vậy chúng ta sẽ điểm qua những cái nét chính về phần nội thất của hai dòng xe này à, đó là cái tính năng về phần giải trí là sự khác biệt rõ nét nhất khi chiếc Hyundai Tucson 2022 sử dụng cái màn hình giải trí lên đến 12,4 inch và màn hình giải trí trung tâm là 10,25 inch một trong những cái tính năng thuộc dạng tốt nhất của phân khúc hiện tại khi nếu ta mang nguyên những option này về thị trường Việt Nam trong thời gian tới MGHS thường ở Việt Nam lại đang giữ vị trí vô địch về cái màn hình vi Tour Corp Pick ở cái vị trí tắp lô trung tâm và cái màn hình giải trí cũng đang thuộc dạng tốt nhất phân khúc ở Việt Nam đang bán ra với cái màn hình lên đến 10,1 inch. Tuy nhiên thì âm thanh giải trí thì trên Tucson sử dụng hệ thống 8 loa Bose còn cái trên chiếc MGHS chỉ sử dụng cái 6 loa thông thường. Còn về thông số kỹ thuật chi tiết như sau Đối với chiếc MG HS thì trên cả hai phiên bản 1.5 hay là 2.0 thì đều sử dụng cái động cơ là turbo, tức nghĩa là động cơ tăng áp chứ không sử dụng động cơ dạng hút khí tự nhiên. À, chúng ta có thể thấy ở đây là cái động cơ mà sử dụng trên chiếc xe MG, một thương hiệu đến từ Anh Quốc và đang lắp ráp tại Thái Lan để nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. À, trong khi đó thì chiếc Hyundai Tucson 2022 ra mắt tại thị trường thế giới thì có một dạng là sử dụng cái động cơ là hút khí tự nhiên và một loại là sử dụng cái động cơ 1.6 turbo động cơ tăng áp rất hy vọng là khi chiếc Hyundai Tucson 2022 ra mắt chính hãng tại việt nam trong thời gian tới vẫn giữ nguyên hai cái tùy chọn động cơ là 2.5 lít hút khí tự nhiên và dạng 1.6 uh, turbo bởi vì đối thủ nặng ký mà chúng ta đang so sánh ở đây một tân binh đến từ hãng MG uh, của một thương hiệu trước đây của nước Anh hiện tại thuộc chủ sở hữu ở Trung Quốc và lắp ráp chính hãng tại Thái Lan như chúng ta vừa đề cập trong phần trước video clip thì đều sử dụng hai loại động cơ là 1.5 và 2.0 đều là động cơ turbo động cơ tăng áp vì vậy thì khi xét về tổng thể thì công suất và mã lực của chiếc MG là thang tốt hơn công suất ở đây là 226 mã lực trên cái động cơ 1.6 turbo của Tucson 2022 và 225 mã lực chỉ hơn kém nhau một mã lực duy nhất ở trên hai dòng xe này trong khi đó thì mô men xoắn cực đại của chiếc MGHS là tốt hơn à, chiếc uh, MGHS thì sử dụng cái hộp số là 6 cấp tự động ly hợp kép trong khi đó thì chiếc Tucson 2022 sử dụng cái hộp số là tự động 8 cấp còn về tính năng an toàn của hai dòng xe như sau à, đối với dòng xe của chiếc MGHS thì theo hãng à, quảng cáo thì sẽ có một số cái tính năng từ à, cái việc à, cảm biến à, an toàn khi chúng ta mở cửa rồi những cái cảm biến lùi khi cắt ngang và những cái cảm biến khi à, chúng ta bị lệch làng à, đây là những cái cảm biến à, chủ động theo xe à, trong khi đó thì những cái cảm biến này đã trang bị mặc định trên chiếc Honda Tucson ra mắt tại thị trường thế giới trong thời gian vừa qua vì vậy thì à, rất kỳ vọng khi à, chiếc Honda Tucson 2022 khi ra mắt chính hãng tại Việt Nam trong thời gian tới vẫn giữ nguyên những cái lựa chọn này trên cái phiên bản trung và cao cấp. À, bởi vì trên cái phiên bản hiện tại đang sử dụng tại thị trường Việt Nam thì có cái sự lệch khá xa về một số cái tính năng khi chỉ có xuất hiện những cái tính năng cao cấp nhất trên cái phiên bản cao nhất của hãng còn đối với cái phiên bản thông thường thì những cái option cơ bản sẽ đều bị thiếu à, nhưng mà một cái nhược điểm trên cả hai dòng xe này nếu so với đối thủ cùng phân khúc chính là chiếc Toyota Corolla Cross chính là cái camera 360 độ mặc dù rõ ràng là cái tính năng đó chúng ta gắn thêm ở bên ngoài phụ kiện không đắt lắm nhưng mà rõ ràng nếu trang bị trực tiếp ở hãng thì sẽ tốt hơn rất nhiều so với à, những trang bị mà không có sẵn mặc định. Về màu sắc và phiên bản thì chiếc Tucson 2022 tại thị trường Việt Nam trong thời gian vừa qua thì à, à, đã có cái à kỳ vọng là sẽ giữ nguyên những cái tùy chọn về màu sắc tương tự như chiếc Tucson mà đã bán ra từ 2019 đến bây giờ. Đó là sáu cái màu cơ bản như chúng ta quan sát ở trên màn hình, à, chính là màu đỏ, xanh dương, màu đen, màu xám, màu bạc và màu trắng. À, đây là những cái màu truyền thống của Hyundai bán ra tại thị trường Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua và hy vọng là Tucson 2022 vẫn sẽ giữ nguyên những cái màu tùy chọn như thế này còn chiếc MGHS tại thị trường Việt Nam thì có ba cái phiên bản bán ra và có cái màu sắc tùy chọn là bốn màu và chúng ta thấy đây thì số màu ít hơn tuy nhiên cái màu nước sơn của một thương hiệu đến từ Anh Quốc trước đây thì cũng cho chúng ta cái cảm giác của một cái màu sắc tương đối là sang trọng, tuy không quá bắt mắt và không quá thể thao theo cái kiểu là pha hai tông màu như các xe đến từ Hàn Quốc nhưng mà một chiếc xe của hãng trước đây đến từ Anh Quốc bây giờ thuộc chính hãng Trung Quốc vẫn cho chúng ta một cái ấn tượng khá nhiều khi chúng ta so sánh về giá thì rõ ràng là chiếc Tucson 2022 có giá quy đổi khi ra mắt chính hãng tại Hàn Quốc là dao động từ 26.000 đô đến 30 xấp uh, xỉ 36.000 đô. Uh, phiên bản ra mắt tại thị trường của Hàn Quốc và nước Úc thì có bốn phiên bản khác nhau. Trong khi đó thì Tucson tại Việt Nam đang bán ra với một cái giá dao động từ khoảng uh, sắp xỉ 800 triệu đến tiệm cận dưới 1 tỷ. Uh, như vậy thì không biết các bạn đánh giá sao về cái thông số của uh, giá của hai dòng xe này. Còn khi chúng ta so sánh chiếc MG HS này với đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc, một trong những cái đối thủ cũng khá nặng ký đó là chiếc Mazda CX5, một phiên bản luôn nằm trong top 3 của cái danh số dòng CV hạng C thị trường Việt Nam vừa qua. CX5 thì có đến tận 6 phiên bản và trải dài từ cái mức giá 839 triệu đến hơn 1 tỷ một chút. Trong khi đó thì chiếc MGHS có 3 phiên bản Từ Sport, uh, Trophy uh, thông thường đến cái dạng 2.0 Trophy thể thao thì uh, Vì vậy khi chúng ta so sánh trực tiếp của cái giá của chiếc MGHS 2021 này uh, So với cái chiếc Tucson uh, đang bán ra thị trường Việt Nam thì rõ ràng là uh, chiếc Tucson vẫn đang nhỉnh hơn về giá vì vậy thì với những cái tính năng nếu vẫn được giữ nguyên khi ra mắt tại thị trường Việt Nam thời gian tới của chiếc Tucson 2022 thì rất có thể là giá của Tucson cũng sẽ nhỉnh hơn đôi chút so với phiên bản hiện tại mà chúng ta đang quan sát trên màn hình À, vì vậy thì rất kỳ vọng khi ra mắt chính hãng thị trường Việt Nam thì Tucson 2022 có một cái mức giá đủ cạnh tranh và các bạn nghĩ sao về cái giá của chiếc MGHS này một trong những xe rẻ nhất của phân khúc dòng CV hạng C thị trường Việt Nam chúng ta có nên đến đại lý showroom để lái thử và có thêm một option để suy nghĩ thêm về dòng CV hạng C này không hãy để lại comment bên dưới các bạn nhé xin cảm ơn rất nhiều